anh có theo dõi mạng xã hội không ạ? Cũng ít lắm. Nhưng mà anh có biết những vụ đánh ghen trên mạng gần đây không ạ? Không có quan tâm về mấy chuyện đó cho lắm. Thì em muốn hỏi là anh suy nghĩ như thế nào về những cuộc đánh ghen đó? Nằm trong cái câu chuyện mình mới biết được, chứ còn không nằm đâu có biết được. Em thì quan điểm là người thứ ba chỉ có thể chen chân vào khi một trong hai người cho phép. Nếu như mà một trong hai người đã cho phép thì chắc chắn là mối quan hệ đó có vấn đề không thể. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào bà Nam bên kia và chào tất cả mọi người ạ. Em tên đầy đủ là Trần Thị Sen, năm nay 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Mời nhà trai. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên Mai Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên nhân viên dịch vụ công ích quận Tân Bình. Sen có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là dễ thích nghi, biết lắng nghe, ham học hỏi, nhưng mà hơi nóng tính, để lâu lâu tính hơi kỳ. Hơi kỳ là sao đấy? Hơi cố chấp, kiểu như em thích làm cái gì là em sẽ làm bằng được, nên là nhiều khi sẽ làm cho người ta khó chịu. Làm gì là làm cho bằng được thì nhiều khi nó cũng hay chứ, cái này không phải là khuyết điểm đâu. Đó, nhà gái của chúng tôi vậy thôi, hơi nóng tính, với lại làm gì là phải làm cho tới nha, đừng cản. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc. Còn khuyết điểm của em là cũng nóng tính, có hút thuốc mà ít chứ không nhiều. Trường Giang có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Dài nhất là bao lâu em? Dài nhất là 1 năm mấy. Năm mấy, còn ít nhất là bao lâu? 2 cái cũng như nhau. Như nhau luôn. Năm mấy hết là 3 năm, có kinh nghiệm 3 năm yêu nhau rồi. Nhưng lý do sao mà 2 mối tình đó mình chia tay vậy? Cũng gia đình không cho. Rồi, một mối gia đình không cho. Mối thứ hai là hai bên cũng không hợp tính cách. Rồi. Thì do bạn nữ bên kia không hợp tuổi, cái bạn chấm dứt. À, tức là gia đình nữ bên kia không cho. Không, nói ra là không hợp tuổi. Không hợp tuổi. Mình không có cách nào thuyết phục luôn hả? Do quyết định của bạn gái thôi. Rồi. Tội nghiệp quá ha, đợi anh Trường ghê. Sao được tình duyên đây sao? Chào em gái. Dạ, em chào em. Em chỉ có một mối tình chính thức thôi ạ. Mấy năm? 3 năm. 3 năm, vậy bằng đây 2 mối. Bao nhiêu mối không quan trọng, quan trọng là thời gian để có được kinh nghiệm tình trường nó như thế nào mới là quan trọng. Đúng rồi. Em quan trọng là chất lượng ạ. Quan trọng chất lượng. Nhưng mà sao 3 năm chất lượng nó thay, sao thay đổi vậy? Tại vì thời điểm đó em cũng mới ra trường, với lại em có chia sẻ là nhà của em theo đạo. Thì khi mà anh đề cập đến kết hôn thì em cũng có nói là anh sẽ theo đạo của em, nhưng mà anh không chấp nhận. Thì em nghĩ là quan điểm nó không có giống nhau thì em chủ động dừng lại. Hỏi nhà trai bên kia luôn đi. Sao em? Cái dù theo đạo đó được không? Thì bây giờ hỏi với bạn nữ đạo anh ấy giữ. Nếu như mà có thể hòa hợp được trong cuộc sống thì có thể cũng được. Đó, coi như mình tạm vậy đi. Em có mong muốn người bạn trai mình sẽ có những cái tính cách như thế nào nè? Nói chung là em thích một người có ý chí, có khát vọng một chút. Với lại nói chung là một người có thể lắng nghe được em nói chuyện. Nghe thì nghe đó. Nghe thì nghe được thôi chứ cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ngoại trừ em nói chuyện khó hiểu quá thì người ta không hiểu thôi. Không phải ạ. Ý em là cái chuyện lắng nghe người khác nói chuyện nó cũng quan trọng ấy. Thì em hy vọng là người đó biết lắng nghe, với lại cũng biết quan tâm, chia sẻ và hiểu chuyện. Rồi. Em có hay lắng nghe ai đó, em nghe, cố gắng em lắng nghe người ta nói hết câu chuyện không? Có. Nếu mà đúng chuyện thì sẽ nghe. À, rồi. Đúng chuyện sẽ nghe thôi. Anh nghe được tiếng của Nghệ An không ạ? Tiếng Nghệ An thì có lúc nghe, có lúc không. Nếu mà dễ nghe không sao cả. Anh nghĩ sao về con gái Nghệ An ạ? Nói chung là tùy tính cách mỗi người. Con gái Nghệ An, nhưng mà cho mình tiếp xúc thì mình mới biết được tính cách như thế nào. Thật ra giọng Nghệ An dễ thương lắm em. Em nghe dân ca ví dặm là em nghe em khoái liền, em thích liền. Đúng không?
giữa mạc Tư Khoa nghe con hò Nghệ Tĩnh, nghe những bài hát đó tự nhiên em thấy giọng của con gái Nghệ An nghe đã lắm. Mẫu lý tưởng của em là cái gì? Cao ráo, mập, ốm như thế nào? Nói chung là em nếu như mà quá đẹp trai thì cô lại không dành cho em. Nhưng mà em thích một người có ngoại hình ưa nhìn xíu. Ưa nhìn thôi đúng không? Để chị qua chị nhìn bên kia coi chị có ưa không nha. Bên đây nhìn nó quan trọng có ưa không đó. Đúng rồi, qua nhìn đi. Đó. Dạ chào nhà trai. Chào em. Chào em. Ưa đó. Ưa không? Ưa, qua nhìn cái là ưa. Dễ thương, tăng... Hiền lành. Đúng rồi, giao diện vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tiêu chí chọn bạn gái của anh là như thế nào ạ? Biết cách cư xử và đối nhân xử thế, rồi cùng nhau biết chia sẻ, quan tâm cho nhau là đủ. Ừ, vậy thôi, đơn giản. Giữa tình yêu và sự nghiệp thì anh quan trọng cái nào hơn ạ? Giữa tình yêu và sự nghiệp em chọn sự nghiệp. Nếu mà có sự nghiệp thì mới đến tình yêu. Em thấy sao? Em thì khá là khác. Tình yêu đối với em giống như là mẹ, sự nghiệp đối với giống như là ba. Nên em không có thích ai ép em vào ngưỡng ba cả. Hả? Là sao? Có nghĩa là phải cân bằng cả hai chuyện đó. Mình không nên đặt nặng một cái mà bỏ bê cái còn lại. Em hỏi dài người ta quá à. Thật ra sự nghiệp đàn ông mà khi chưa có gia đình thì sự nghiệp hết sức là quan trọng em mà. Đúng rồi. Nếu mà đàn ông mà không có sự nghiệp đi lấy vợ là coi như hỏng luôn. Nói mình phải có sự nghiệp trong tay cái đã. Cái đó là quan điểm của người đàn ông. Nếu mà em cần một cái tình yêu nó nhiều hơn á thì em phải hỏi vào lúc đã kết hôn rồi. Thì người ta sẽ chọn gia đình. Còn khi chưa kết hôn giống như là anh Quyền Linh nói vậy đó, là người đàn ông họ sẽ chọn sự nghiệp. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Giờ không có một cúp liều tranh hay quả tim vàng được đâu. Đúng rồi, chính xác. Em gái đi với ai vậy? À, em đi với một chị gái của em ở đây. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và các vị khán giả ở đây. Chào em. Em là bạn của Sen. Nó không có chịu đăng ký chương trình đâu mà em ép đi á. Cũng rất là mong hai bạn có thể có cơ hội được tiếp cận rồi làm quen với nhau. Trao đổi với anh bên nhà trai thì em thấy anh này cũng khá tương đối là hợp với em gái để có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Nhà trai đi với ai cưng? Nhà trai đi với chú. Dạ. Dạ, chào nhà trai ạ. Bên đây thì xuống nhìn thấy là coi như là cô xinh. Nói chung là hai bạn cố gắng là coi như trao nhau cái cơ hội để coi như là tìm hiểu nhau. Còn mấy cái vấn đề mà về tôn giáo hay là quan trọng trái tim mình. Đúng rồi, quan trọng trái tim mình thôi. Được rồi, bây giờ thôi hai bạn trẻ gặp mặt rồi nói chuyện chứ giờ cũng chưa biết sao đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Hôm nay mình có một món quà. Dạ, em có món quà tặng lại em ạ. Rồi, chúng ta trò chuyện đi nào. Lần đầu tiên trong cuộc sống mình gặp mặt nhau đó các bạn. Em ở Bình Dương mà em ở khúc nào? Em ở Thủ Dầu Một ạ. Thủ Dầu Một, anh ở Tân Bình. Em làm công việc như thế nào? Em hiện tại đang là quản lý phòng marketing cho công ty ở Bình Dương ạ. Anh làm bên lĩnh vực gì vậy? Anh làm bên anh chăm sóc cây cảnh. Làm chăm sóc cây cảnh nó yên bình, nó nhẹ nhàng lắm á. Dạ. Rồi kiên nhẫn nữa đó. Gần đây anh có theo dõi mạng xã hội không ạ? Cũng ít lắm. Nhưng mà anh có biết những vụ đánh ghen trên mạng gần đây không ạ? Không có quan tâm về mấy chuyện đó cho lắm. Tại vì mình chưa có gia đình, nên là mình cũng không có đi chơi nhiều, cho nên cũng không có để quan tâm mấy chuyện đó. Anh cũng ít cập nhật tin tức mới đúng không ạ? Sao mà em lại hỏi bạn trai có liên quan đến mấy vụ đánh ghen trên mạng không là sao? Thì em muốn hỏi là anh suy nghĩ như thế nào về những cuộc đánh ghen đó? Nằm trong cái câu chuyện mình mới biết được, chứ còn không nằm đâu có biết được. Nói chung là chỉ đi làm về, rồi đi cà phê với bạn bè, đi chơi bạn bè, xong rồi về. Được rồi. Mấy em mới quan tâm chuyện đánh ghen trên mạng chứ mấy đàn ông lo đi làm xong rồi về kiếm tiền. Có... mấy chuyện đó mấy chuyện của mấy bà phụ nữ hay ngồi bàn tán với nhau. Mấy ông hay coi đá banh ở trên mạng chứ. Đúng rồi. Ai coi đánh ghen trên mạng lắm. Nhưng mà chị chưa hiểu mục đích của em để hỏi câu đó là gì á. Em sợ hay sao? Không phải là em sợ, nhưng mà em muốn biết là suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba. À đó, em hỏi vậy đi. Suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba? Một người bạn thân, đã có gia đình. Thì rủ đi chơi, còn đi cũng có đi chơi này nọ bình thường.
Còn mà không thân á, thì đã có cặp gia đình đi rủ đi chơi thì em cũng tránh né chứ em ít đi lắm. Em bây giờ em đi mấy cái đó. Vậy quan điểm của em về người thứ ba như thế nào? Em thì quan điểm là người thứ ba chị có thể chen chân vào khi một trong hai người cho phép. Nếu như mà một trong hai người đã cho phép thì chắc chắn là mối quan hệ đó có vấn đề, không thể cứu vãn. Mục đích của bạn nói là sau này hai đứa mà có quen nhau, nói chung là quan điểm về tình yêu của bạn đó là như vậy. Nên là khi mà đã mối quan hệ không cứu vãn nữa thì thôi cứ muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi. Đúng không em? Dạ. Mục đích của em là vậy đúng không? Dạ. Mà em đưa người ta đi một cái vòng nó xa quá trời xa luôn. Mà đàn ông thì người ta đâu có quan tâm tới mấy cái chuyện đánh lộn lão trên mạng xã hội làm chi. Không có chị, cái đó cũng là cái để mình biết có thường xuyên cập nhật tin tức hay không, có theo dõi những chuyện xung quanh của mình hay không. Đàn ông người ta lo sự nghiệp, người ta đâu có lướt Facebook nhiều như mình. Không, mai mốt muốn hỏi gì em hỏi thẳng vấn đề. Đừng có đưa người ta đi vòng. Xăng dạo này mắc lắm. Xăng dạo này mắc lắm. Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện đâu hẹn hò sao nè em trai. Hỏi bạn gái coi rảnh lúc nào đó mình lên mình đón bạn ấy đi chơi nào. Những ngày thường em đi làm, còn cuối tuần em có rảnh vào ngày nào? Nói chung là em thì cũng không có nhiều thời gian rảnh, nhưng mà quan trọng là em dành thời gian cho ai thôi. Anh không đành cái khu Bình Dương cho lắm thì, nhưng anh có thể trở đi nhân nơi khu vực khác, Cần Giờ hay Nhà Bè hay đi Vũng Tàu hay về Tân Bình chơi xem phim ăn uống, thì nếu em có thể đi. Nếu như mà mình có thể tiến tới hôn nhân thì chuyện em lo ngại đó là chuyện giữa mẹ chồng và con dâu. Thì nếu như mà giữa em và mẹ anh xảy ra mâu thuẫn thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu mâu thuẫn thì anh sẽ tìm cách và giải hòa. Được không? Hợp lý không cưng? Hợp lý ạ. Rồi, nãy giờ là hẹn hò đó, sau khi chúng ta hẹn hò một thời gian cảm thấy đủ hiểu nhau, đủ tin tưởng nhau tới hôn nhân. Chàng trai hỏi cô gái bao lâu thì cho nhà trai qua? Bao lâu thì anh có thể qua nhà? Qua nhà em để nói chuyện với mẹ em hả? Đúng rồi. Thời gian đó không quan trọng, quan trọng là ở bản thân anh thôi. Đúng rồi. Kết hôn sao? Ở đâu? Lập nghiệp ở đâu? Sau này sẽ tiến đến hôn nhân thì em có chịu làm dâu không? Hay là ra ngoài? Em nghĩ là làm dâu đó là chuyện đương nhiên. Cái đó là chẳng qua mình chọn cái cách chung sống như thế nào thôi. Chứ còn đã cưới chồng là làm dâu mà, đúng không chị? Đúng rồi. Nếu như ở chung cũng được, ở riêng cũng được, không vấn đề gì hết à? Bước tới nắm tay cô ấy. Đấy. Chân ra. Đứng lên. Rồi, hai bạn nắm tay nhau. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Anh và em đến đây là một cái duyên. Còn đến nãy hay không thì anh và em tìm hiểu. Hy vọng em hãy cho anh một câu hỏi để tìm hiểu em. Đến tới hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh đã đi nghe đây ngày hôm nay ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Cô gái cũng đã có rất nhiều câu hỏi để hỏi chàng trai. Dường như là cô gái cũng đã sẵn sàng cho một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc. Và chàng trai cũng đã đáp ứng được hết tất cả những câu trả lời của cô gái. Bây giờ việc của hai bạn còn lại đó là nhắm mắt lại, cảm nhận về những gì chúng ta đã trao đổi với nhau trong những cái phút giây vừa rồi. Đôi bàn tay chúng ta đã chạm vào nhau, ánh mắt chúng ta đã chạm vào nhau, xem đó có phải là người mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không. Sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chàng trai có bấm mà em gái không bấm. Lý do tại sao em gái không bấm? Em không có rung động khi đứng gần anh ấy. Vì vậy em chỉ có thể dùng phán đoán của mình để đưa ra quyết định thôi. Đúng đó. Hợp lý. Em hợp lý đó. Đàn ông mạnh mẽ lên xíu nữa, mà nói năng nó mạnh dạn xíu nữa. Phụ nữ á, họ nghe bằng lỗ tai nè. Đây là một người rất là hiền lành. Dạ. Chưa có va chạm nhiều lắm, em không hiểu không? Biết cách thể hiện. Đúng rồi. Thật ra bạn ấy không biết cách thể hiện bản thân của mình thôi, chứ bạn ấy là người tốt đó. Hai cặp này mà về với nhau là đây là kèo trên. Đúng. Bên kia kèo dưới. Nên em đã vụt mất một cơ hội làm kèo trên rồi. Dạ không ạ. Em ở ngoài em cũng là một người tự lập. Vì vậy trong nhà em thích dựa dẫm hơn là phải đứng lên làm một người đàn ông trong nhà. Nhưng mà nên mạnh mẽ chút xíu nên em trai. Đúng ha. Đúng rồi. Chàng trai hôm nay là
hơi yếu đuối quá. Đúng rồi, cái gì em cũng có hết, chỉ có là em hơi thiếu may mắn thôi. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, chúc các bạn gặp may mắn trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị. Em đi đường này. Thiền quá cũng khổ, cục mịch quá cũng khổ, nhát gái cũng khổ. Mà bây giờ tìm đâu ra những con người quý hiếm như vậy? Ê, mấy người nói mấy người hả? Không, nói cái anh mình mới đây nè. Thật ra là các cô gái thì cũng hay chọn cái sự nhanh nhạy chút xíu, năng nổ chút xíu, mạnh mẽ chút xíu. Nhưng mà cái người mà như nãy nó khó tìm lắm á. Biết đâu đó là viên ngọc quý mà mình chưa mài ra thì sao? Nên tìm những viên ngọc đó các bạn ha. Thì cuộc sống mà đôi khi là nó không đồng đều với nhau thì mình cũng nên chọn với nhau. Như vậy thì nó mới tạo nên màu sắc của cuộc sống. Đúng thưa rồi. Quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Dạ, em thì qua em một mối tình là chị, cách đây 3 năm. Em quen người đó thì nói chung là hơi gia trưởng với lại hơi lăng nhăng cho nên em không có tiến xa được. Em chia tay đây cách đây 7 năm rồi. Thì hai bên gia đình là không có hợp với nhau, rồi qua hỏi nhà gái không chịu. Rồi bên nhà em má em rồi đó cũng khó lắm rồi, không chịu. Cho nên là hai đứa cũng lục đục cái chia tay chị. Là giờ quyết tâm có bạn gái không? Dạ quyết tâm. Vậy giờ anh mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái thì nói chung là đơn giản thôi. Biết lắng nghe, biết lo gia đình là được. Mời nhà trai. Mời nhà gái ạ. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Ưu tiên nhà gái giới thiệu trước đây nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Em tên là Phan Thị Tuyết Nga, năm nay em 37 tuổi. Em đến từ Thủ Đức và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Thủ Đức Nga ở với ai Nga? Dạ, em ở dưới gia đình. Rồi, mời anh trai. Dạ, em tên là Nguyễn Hết, em sống ở Thủ Đức luôn. Nói là làm, đang làm công việc ở Thủ Đức 1. Nghĩa là Thủ Đức luôn. Hết nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi hết. Ưu điểm của em là với nhiều việc công việc tay chân em nhìn sơ qua là em làm được hết. Hết làm công việc gì chính? Dạ em làm công việc chính là chạy xe, nhưng mà những công việc nặng nhọc khác là em sẽ em chạy xe gì? Chạy xe nâng ạ. Xe nâng nữa hả? Dạ xe nâng. Nâng lên hết đó hả? Dạ nâng hết. Chạy xe nâng hết còn làm gì nữa không? Chỉ kinh doanh phòng trọ ở nhà thôi, đơn giản thôi. Được mấy phòng? Dạ được 6 phòng. Tháng cũng được vài chục đúng không? Dạ em tới anh. Tháng cứ dữ lắm chừng 6 triệu anh. Tại vì em lấy phòng trọ rẻ lắm. Có 1 triệu phòng hả? Dạ. 6 phòng rồi xài hết không? Dạ 6 phòng chắc xài không hết đâu. Gọi là để dành cưới giờ. Dạ. Bạn hết có khuyết điểm không? Dạ khuyết điểm của em thì hơi nhút nhát kinh chuyện tình cảm, thì nếu mà gặp đối tượng là em ít nói lắm chị. Vậy thôi hả? Dạ. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là người vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe và biết quan tâm chăm sóc gia đình. Còn khuyết điểm của em thì nói chung là trước đám đông thì em hơi nhút nhát. Dạ, với lại hơi run chút. Hai bạn có hai khuyết điểm giống nhau quá à. Rồi bây giờ mình nói về tình trường đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì qua em một mối tình là chị, cách đây 3 năm. Em quen người đó thì nói chung là hơi gia trưởng với lại hơi lăng nhăng cho nên em không có tiến xa được. Em chủ động nói chia tay luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau bao lâu? Dạ 2 năm ạ. Kinh nghiệm tình trường của nhà gái là 2 năm và đã chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Dạ em chào anh Hết. Dạ chào chị. Đối với tình trường thì em chia tay đây cách đây 7 năm rồi.
thì hai bên gia đình là không có hợp với nhau, rồi qua hỏi nhà gái không chịu, rồi bên nhà em má em rồi đó cũng khó lắm, rồi không chịu, cho nên là hai đứa cũng lục đục cái chia tay chị. Ủa có mối tình một á hả? Dạ. Là giờ quyết tâm có bạn gái rồi không? Dạ quyết tâm. Vậy giờ anh mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái thì nói chung là đơn giản thôi, biết lắng nghe, biết lo gia đình là được. Đơn giản thôi. Dạ. Cái đó không có đơn giản, phức tạp. Qua tôi coi đơn giản là sao cỡ nào nha. Nhà trai qua coi mắt. Trời ơi, nhà gái dễ thương. Không đơn giản đâu, nhà gái bên đây là dễ thương lắm đó nha. Cái hình tượng nào về người yêu lý tưởng của mình hay người chồng tương lai của mình không? Dạ, mẫu của em là giống anh Quyền Linh, là em mừng lắm quá. Vậy đó hả? Dạ. Mẫu này khó tìm lắm à. Trời ơi, hàng hiếm đó. Mẫu này lúc cũng được, lúc không á. Lúc trời nắng khác, trời mưa khác luôn á. Dạ, em... Được ha? Dạ, được. Cũng được đúng không? Đó, anh hết cứ coi tôi sao là sống y chang vậy. Dạ. Thôi là được. Rồi, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích người đó gia trưởng, lăng nhăng, hút thuốc. Kia không có gia trưởng rồi đó. Không có lăng nhăng không? Dạ không. Người ta có mối tình có 2 năm, ta chia tay 7 năm nay không quen ai, lăng nhăng gì? Ta hỏi cớ lại, nhiều khi giật mình cái trả lời thiệt đó. Không hết lăng nhăng nổi luôn rồi. Anh có hút thuốc không? Cái đó có, xã giao thì đúng là cũng có. Hút nhiều không? Dạ không. Bên kia người ta không thích hút thuốc. Có thể bỏ. Ok. Có thể bỏ được. Rồi. Hôm nay Nga đi với ai? Dạ em đi với chị ruột. Rồi chào chị gái. Chào nhà gái ạ. Em chào Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Em đại diện hôm nay em đi với em của em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng mong em của em tìm được một người hợp để tính tới chuyện xây dựng gia đình. Nhưng em thấy anh hết bệnh sao? Thì nhìn ảnh cũng hiền lành, tính tình cũng vui vẻ, cũng được ạ. Dạ, cảm ơn chị. Anh đi với ai? Dạ, đi với lại mấy bạn ở làm chung. Dạ, em chào nhà trai ạ. Trước tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Rồi, dạ. Và bên đàn gái tất cả các ekip trong trường quay khán giả ở đây. Đi với bạn tới đàn hò đây là muốn cho bạn kiếm được một nửa của mình còn lại. Thì lúc ba mẹ bạn ấy mất thì còn có một mình, nên bây giờ thì mong rằng cho bạn kiếm được một nửa còn lại của mình. Tức là ở nhà con mình thôi nè hả? Dạ, giờ ở nhà con mình. Thấy bạn bên đây được không? Dạ, được anh. Hả? Dễ thương không? Dạ. Trời, em thấy còn muốn bỏ vợ luôn á. Trời, em thấy còn muốn bỏ vợ luôn á. Trời đất ơi, trời, ông gan dễ sợ, máy bay quay cận mặt ổng liền. Chứng tỏ là cô này xinh chứ đúng không? Ừ, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Tấn công hết số luôn. Có một bông hoa. Chào em. Bông 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 bông. Cảm ơn. Gửi tặng anh chậu hoa. À, cảm ơn. Lần đầu tiên anh thấy em người phụ nữ rất dễ thương và rất hiền. Em tính chừng nào kết hôn? Dạ em thì để tìm hiểu thử từ khoảng một năm để coi tình cảm như thế nào. Nếu mà hợp quan điểm, cùng quan điểm mà đủ yêu thương thì em sẽ tính tới chuyện kết hôn. Dạ. Càng sớm mình có, ví dụ mà em chấp nhận thì đăng ký kết hôn cũng được. Anh đang ở phường Linh Xuân mà. Linh Trung. Chạy xuống quốc lộ 13 là sao anh? Anh chạy khoảng chừng 25-30 phút. Hồi nãy là anh nói là lái xe non à? Ừ, anh lái xe non. Lái xe non cho công ty hả? Cho công ty. Rồi hiện tại là anh ở một mình vậy thôi à? Ừ, mà hiện tại giờ anh ở một mình, anh với lại căn nhà trống rỗng chứ. Anh quan niệm về tình yêu như thế nào à? Chung thủy và yêu thương nhau thiệt lòng thôi. Khi mình có gia đình rồi, mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào, con cái thế nào, vợ con thế nào, mình dành thời gian thế nào cho gia đình. Anh hãy nói cho Nga biết đi. Cứ đi làm về thì dành thời gian cho vợ là 6 ngày. Còn ngày Chủ nhật thì buổi sáng thì dành cho bạn bè uống cà phê chút xíu, rồi chút trưa về với vợ con. Một sáng Chủ nhật uống cà phê với bạn, dắt vợ theo uống luôn. Chứ nếu vợ không tin tưởng thì cho vợ theo. Không phải không tin tưởng mà đi theo cho vui. Tự nhiên ta đòi đi theo cái nghĩ người ta không tin tưởng. Ý tưởng anh vậy được không? Dạ được hả? Rồi em thích trai đầu lòng hơn gái đầu lòng gì đó. Hỏi đi. Ồ vậy ngay, thích lúc mình đám cưới rồi thích em thích trai đầu lòng hơn gái đầu lòng em?
con thì giống như là của trời cho, trai gái em đều thích hết ạ. Dạ. Rồi tiền bạc ai quản lý, mình giữ tiền hay giờ giữ tiền bàn luôn đi? Thì nói chung là nếu mà tiền bạc gì về chắc đưa thẻ về vợ giữ luôn. Nhưng mà quan trọng là tiền có vô thẻ không? Vô chứ, hàng tháng vô đều. Chứ tới tháng lãnh lương, lãnh tiền mặt xong rồi cái đưa thẻ cho vợ giữ là giờ lãnh lương thì vô thẻ hết á. Vô thẻ hết, đâu đâu có tiền mặt được. Nó nói không biết thiệt, tại không có lãnh lương tháng nên không có biết. Rồi bây giờ 6 phòng trọ đó có giao cho vợ giữ không? Giao cho vợ quản lý, chiều cứ tới tháng 10 tay là cứ ghi điện nước xong rồi thu tiền thôi. Dạ vợ thu tiền ha. Ừ. Coi như là tiền bạc đưa cho vợ hết ha. Vợ giữ hết. Trời ơi, à, ngon à, ngon à. Mối này ngon. Được rồi đó nha, thấy được rồi đó. Bây giờ nhưng mà nói là giữ đúng lời nha. Trời, thanh niên mà nói lời phải giữ lời chứ. Không giữ lời mốt chiếu đoạn này lại cho coi. Bây giờ là anh hết biết tới nắm tay Nga. Bây giờ mình có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Hết thấy Nga như thế nào và ngược lại Nga thấy hết thế nào? Em thấy Nga là người phụ nữ rất dễ thương, rất là hiền, gương mặt rất đông hồng. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Chung là hôm nay thì mới gặp thì em cũng muốn em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì nếu mà hiểu mà đủ yêu thương hoặc đủ hiểu nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Không thì mình là bạn. Ừ. Dạ. Bây giờ trong lúc này mình trao nhau những cái cảm xúc nè, Nga có thể hát tặng hết một đoạn nào đó. Em xin hát tặng anh bài Chờ Đông. Anh ơi có phải trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông mái ân em đang chờ, mùa đông giá băng em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em, dù cho mắng sâu khi hưng hờ và dù năm tháng trôi mau. Dạ em xin hết ạ. Rồi về vị trí đi. Mời hai bạn về vị trí. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi anh hết. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Nếu mình quyết định đây là một nửa mà mình có thể nắm tay đi suốt cuộc đời thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình thấy không phải, đây chưa phải là cái gu của tôi, đây không phải là người tôi thích, không cần bấm. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Cặp này hình như là chắc gặp nhau đó trong mơ rồi. Cảm xúc của hết thế nào? Cảm xúc em thì đang lần lần. Lần lần? Lần lần. Quyết định giao 6 phòng trọ không? Giao 6 phòng trọ. Luôn căn nhà của em kia luôn. Thấy mừng nhất là bốn người bạn đó nha. Ảnh ế lâu quá anh làm phiền mấy anh mấy chị dữ lắm phải không? Vậy là có dịp để ăn mừng rồi đó nha. Hôm nay không có gia đình của bạn Nga xem, nhưng mà anh nhìn vô máy truyền hình đó, coi như gia đình của Nga đang xem. Mà xin thưa những người lớn, thưa hai bác, tụi con xin phép và cho tụi con tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau, rồi con hứa cái gì đó nói đi anh hết. Dạ thì xin phép hai bên, hai bác trai bác gái, cho con với Nga được phép tìm hiểu nhau. Nếu Nga chịu và hai bác chịu thì con sẽ tiến tới hôn nhân, hỏi cưới Nga. Đó, có chào chị một tiếng nha. Chào chị. Hả? Thì chị nhớ ủng hộ cho em giùm em về nói với Nga nữa. Được ha chị ha. Hả? Nói chung hết đây là cũng chân tình lắm á. Anh thấy là cũng được lắm em. Nha, chúc hai em hạnh phúc nha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Dạ, yeah, rồi. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Hết nhưng mà tình yêu còn mãi mãi nha. Tất cả đều tồn tại mãi mãi. Rồi, chúc hai chị hạnh phúc. Dạ, rồi, mời anh chị. Gian dở thì là hai. Vì chính thức một, gian dở hai là sao? Không cần nhìn hình em luôn. Đưa qua nhìn vô cá chỉ ngay trung thốc. Đoán là tại em cao. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần để chứng minh sức khỏe của mình. Chúng tôi sẽ gặp cặp đôi ngày hôm nay hẹn hò với nhau là ai đây? Tường sẽ ra ngoài để đưa nhân vật nữ vào trong này nha quý vị. Rồi qua trái xin. Rồi ngồi xuống đi bạn. Rồi mở mặt nạ ra đi hai bạn ơi. Chào anh. Chào bạn. Hai người đã ngồi vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi mời bạn trước. Vâng, em xin chào chương trình. Chào chị Cát Tường. Và em tên là Đào Quang Một. Đào Quang Một. Dạ. Wow, tên lạ quá vậy. 34 tuổi. 34 tuổi. Chuyện là công nhân của công ty bên ngành nhộm gì? Nhộm vải. Nhộm vải. Mình là quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Quảng Nam. Rồi mình hiện giờ mình đang làm việc ở đâu, sinh sống ở đâu? Dạ, em đang làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đang ở Bình Tân, làm việc ở Bình Tân luôn. Dạ vâng. 34 tuổi. Anh Quang Một là có một mình anh làm quang thôi đó. Rồi tới phiên mình giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Mai Hương, đến từ Thanh Hóa và hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy em? Dạ em ở quận 5. Quận 5, mình đang làm công việc gì? Em là kỹ thuật viên xét nghiệm. Xét nghiệm là xét nghiệm máu hả? Dạ đúng rồi chị. Làm ở bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện quân y 7A. Hiện tại em đang sống với ai ở quận 5? Dạ hiện tại thì em đang sống một mình. Còn mình là mình sống với ai? Dạ em thì em đang sống ở đây với một mình nè. Cũng sống một mình luôn? Dạ vâng. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Nói lớn lên nè. Em thì biết nấu ăn nè, mọi người đều khen là ngon. Khen ngon, ví dụ như những món gì mình nấu được, những món gì ngon? Em hay nấu lẩu gà, hoặc là bò thì em làm được bò bắp thấu, hoặc là bò trộn hai chuối đồ. Trời, nói nghe chảy nước miếng ta, học từ đâu? Từ nhỏ thì ở nhà cũng hay nấu ăn. Rồi lớn lên thì cũng có học hỏi trên TV nhiều. Có ý định mở quán ăn không? Tại vì mấy cái món anh nói không phải là món ăn gia đình, mà món ăn nó toàn thấy là đa số món ăn ở tiệm không à? Dạ. Đúng không? Em thì ước mơ thì cũng muốn mở một cái quán. Có ước mơ mở quán hả? Dạ vâng. Wow, nói chơi mà trúng thiệt. Biết đâu ha, cố gắng tích lũy thêm nhiều món rồi luyện tay nghề, bố biết đâu thành ông chủ quán ăn sao? Mình mở nhỏ nhỏ trước rồi từ từ mình lớn lên ha. Rồi còn điểm yếu? Em thì ít nói. Ví dụ như gặp người mà lạ thì em ít khi mà bắt chuyện trước. Quen rồi thì nói. Dạ đúng rồi. Nếu như quen rồi thì tiếp xúc lâu rồi thì có thể là giao tiếp rồi là chưa có cởi mở. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Điểm mạnh thì em cũng không biết em có điểm mạnh gì. Cái gì cũng biết một chút chứ không có giỏi. Vậy còn điểm yếu? Điểm yếu thì là khá nóng tính, thẳng tính. Nóng tính, thẳng tính. Dạ. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chỉ chắc có một ạ. Còn gian dở thì là hai. Vậy chính thức một, gian dở hai là sao? Tính cả mối tình đầu tiên là chưa có đi đến đâu cả. Coi như dạ. Là nghĩa như mối tình thời trẻ phải không? Dạ. Là quen được bao lâu? Được khoảng 1 tháng vậy. Trời ơi, cái gì mà có 1 tháng vậy? Là mối tình đó là không tính đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ hai quen được bao lâu? Dạ cũng gần 1 năm ạ. Gần 1 năm. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Em có cảm giác như em không được người ta quan tâm. Nhiều khi mình buồn mình chia sẻ, người ta không có quan tâm lại á. Rồi ai là người nói chia tay trước? Dạ em. Khi em nói lời chia tay thì phản ứng anh sao? Anh buồn, anh năn nỉ em quay lại. Mà em có thương anh không? Hay là tại vì em cảm nhận, em nhạy cảm quá? Chắc là lúc đó cũng trẻ quá nên là nông nổi quá. Chia tay cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi đấy. 4 năm rồi? Dạ. Vậy sao 4 năm gần lại đây không có mối tình nào khác nữa? Chắc là do tính chất công việc. Sếp em hay nói là đến thì đi từ tầng hầm gửi xe lên đến lầu 1, chiều tan làm từ lầu 1 xuống tầng hầm đi về không gặp ai. Ủa vậy là ông sếp em cũng mê em hả? Dạ đâu có. Cái mắc mớ gì mà ông bắt em từ cái dưới rồi đi lên tới ở trên rồi ở trên đi xuống cái dưới? Dạ tại vì khu của em là xét nghiệm là khu riêng biệt đó chị.
mắc mớ gì đi làm thôi, tự nhiên cái gì ông sếp kêu từ đi cần xe đi lên tới Sài Gòn, dạ đi về rồi đi ra khỏi bệnh viện rồi, rồi cũng không quen ai, cũng không ngó nghiêng ngó ngửa, dạ đúng cũng rồi. Không ai để ý mình, dạ thế tại em khó tính quá. Dạ chắc vậy đấy chị. Em khó không? Dạ có. Ví dụ em khó những cái gì em chia sẻ. Khó ăn nè, ở rồi khó. Khó gì nữa? Ngủ nữa. Khó ăn, khó ở, khó ngủ. Dạ mà khó. Khó ăn là khó ăn sao? Em không quen ăn mấy cái món ngọt ngọt, cái gì mà có chút đường là em ăn không được. À, bình thường ai nấu cho em ăn? Còn em tự nấu mà. À, em tự nấu tự ăn. Dạ. Là nói chung em nấu là không có nêm nếm, là không có bỏ đường. Dạ đúng rồi chị. Chết rồi, bên em mình nấu lẩu là phải có đường đúng không? Mình nấu đồ ăn phải có chút đường nó mới dịu đúng không? Dạ, em cũng vô đây cũng học theo cách nấu của miền Nam này. Ừ, cũng... là có đường đúng không? Dạ. Về tự nấu tự ăn luôn. Rồi khó ở là khó làm sao? Ví dụ đồ đạc của em để đâu người ta mượn là mang lại chỗ cũ để. Phải ngăn nắp gọn gàng. Dạ đúng rồi. Rồi còn còn khó ngủ là khó làm sao? Khi ngủ là em phải tắt hết điện, không ồn thì em mới ngủ được. Trời ơi cô này cũng khó gì rồi làm sao đây ta? Nghe ba cái khó của cổ cảm xúc như thế nào? Em thì cũng hơi khó tính một xí, nhưng mà trong ai mà làm kiểu như mà phật ý kiểu như không đúng ý em thì em cũng hơi càng nhằn tí thì cũng xong. Thật ra mấy cái khó đó chẳng qua là mình ở một mình á mình mới vậy thôi. À, chứ rồi mai mốt mình ở mà có vợ có chồng đi ha không? Rồi ngủ được tốt hết là mệt quá là ngủ, làm việc nhiều quá là ngủ, con cái rồi đầu bù tóc rối hả, tới hồi có cái gì ăn đại cho xong còn lo cho con. Tại giờ sống một mình sướng quá, bớt bớt khó lại chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em tìm thì tính tình hiền lành một tí. Hiền lành? Dạ. Nói chung là biết lo gia đình. Rồi, lo cho gia đình. Là biết lễ phép tới người lớn để là đủ rồi. Ngoại hình? Ngoại hình thì nói chung là em cũng hơi ốm nên tìm người thì cũng đừng có mập quá là được. Là thích ốm giống mình luôn hay sao hay là vừa vặn? Không ốm quá nhưng mà đừng mập quá. À, không ốm quá mà không mập quá. Rồi thế còn mình tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Về ngoại hình thì ưa nhìn một chút xíu. Không hói, không mắt một mí, không trăng hô. Chiều cao thì cao hơn em một chút, khoảng 1m7 trở lên. Còn gì nữa không? Mình lỡ bằng tiếng mình khó tính rồi mình đưa luôn một lít dài luôn. Cho ta sợ chơi. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Đáng dạ. Lẽ không nhớ hết phải viết ra giấy. Dạ. Đó. Không hói, không mắc một mí, không hô, cao 1m7 trở lên. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn của cổ anh thấy mình là mình đạt được tiêu chuẩn được nhiêu phần trăm? Mấy cái kia thì đạt nhưng mà cao 1m7 thì em có mét 6 mấy à? Mét 6 mấy? Mét 64. Mét 64 à? Được hết chứ có cái này có mét 64 à? Không hói, không hô, mắt có mí, cao 1m64. Rồi nói đùa chứ cái đó là tiêu chuẩn mình đặt ra thôi. Dạ. Còn khi mà mình nhìn mặt nhau là ăn thua có cái điện chạy qua có cảm xúc hay không, cái này khó nói lắm, không có cái tiêu chuẩn dạ. Gì trơn trọi á. Có nhiều người trời tao nói ghét của nào trời tao của nấy nữa. Trời chị coi hình ảnh của em coi. Dạ. Trời ơi tôi nhìn hình đây mà tôi đoán mà không ra nổi luôn á. Rồi tìm đi em. Trong bốn cô gái ấy là sẽ có cổ ha. Tìm đi em, có ảnh ở chổng luôn đó. Mình coi mình nhìn mình có cái cảm giác cái giác quan với cô nào không? Nghe người này nói thì em có thể dự đoán được. Gì? Chưa thèm nhìn hình tôi dự đoán được. Ai đâu? Em đoán là người đứng thứ hai. Nào? Người đứng thứ hai. Sao đoán người đứng thứ hai hay vậy? Dạ. Lý do em gì mà em không cần nhìn hình luôn mà em đoán được cái cô đứng thứ hai? Chắc bạn em cũng khá cao. À. Em muốn tìm một người là cao 1m7. À, vậy thôi đó. Dạ. Hay dữ ta. Suy luận hay quá. Rồi em. Em thì chắc anh này quá. Sao chọn anh đó? Cảm giác thôi chứ chị. Ảnh nãy nói ảnh hơi ốm. Ảnh cao 1m64 à. Nó suy luận anh đứa. Em chọn vô cái ông cao cần 1m8 như vậy. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha. Hai bạn hãy nhìn qua cái cánh cửa trái tim này để xem coi cái cảm nhận của mình ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên gặp nhau có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Chào. Chào. Thường mình thấy là bạn gái khi nào cũng nhạy cảm hơn bạn trai, mà lần này bạn trai có vẻ chỉnh chính xác hơn bạn gái. Không cần nhìn hình em luôn, đưa qua nhìn vô cái chỉ ngay trung phốc. Đoán là tại em cao, tại vì em đòi bạn trai cao cho nên ta tự đoán em cao. Còn trong khi em chọn xa bé đâu giờ chưa chọn lại coi ảnh đâu. Chắc đây quá. Ờ đó, bạn trai rất là hay ha. Bây giờ bạn gái chọn sai rồi, bây giờ có bị phạt gì không ta? Em biết hát không? Em hát tặng ảnh một bài, tặng một đoạn thôi, coi như là hình phạt. Em không thuộc lời nhiều đâu. Kệ, hát vài câu thôi. Vỗ tay cho cổ một cái khích lệ cổ nè. Em xin hát một đoạn trong bài Ngày Trưa Giông Bão. Rồi. Khi anh qua thung lũng và bóng... Tôi mới phải mất tiêu.
Nhớ. Rồi cho nợ nha, chút xíu nữa nhớ rồi mình hát nha. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Mình vừa ăn, mình vừa thưởng thức rồi mình trò chuyện với nhau ha. Trò chuyện cho nó thoải mái rồi ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Các Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn của nhà hàng Mr. Light. Hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Xíu nữa Tường quay lại liền. Dạ. Rồi ăn đi cưng. Dạ. Chào mừng anh. Vâng, mời em. Anh có gì muốn hỏi em không? Em vào đây lâu chưa? Dạ cũng 7 năm rồi ạ. 7 năm. Dạ, mình làm việc ở trên Bình Tân hả anh? Đúng rồi. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 28 ạ. Anh có gia trưởng không? Không, anh thì không gia trưởng. Em rất thích người con trai Quảng Nam. Em thì em không phân biệt vùng miền. Chủ yếu là cảm giác của nhau thôi. Có tình cảm thì tới. Nhưng mình thích thì là mình tới. Anh cũng thì không quan trọng nhiều. Một người sống thiên về tình cảm. Dạ. Chứ vật chất thì anh có thể là không có lo đủ cho em. Nhưng mà ý là về tình cảm thì có thể là có thể bù đắp lại cho em. Ví dụ như mình có tiến tới với nhau thì anh lo được gia đình, lo bên nội, bên ngoại vậy đó. Cái đó thì có thể mình không được khá giả thì mình lo theo cái kiểu là... Ví dụ như sau này hai đứa mình đến với nhau, nếu mình có con có cái thì mình trước tiên mình chắc mình phải lo cho con cái mình ạ. Rồi lo cho cuộc sống của mình. Có dư giả thì gửi về, lâu lâu gửi về cho ba mẹ, dù có dịp gì đó thì... Một ba mẹ cần tiền làm cái gì thì có thể mình tích góp mình gửi cho ba mẹ. Thì vấn đề đó cũng không có gì là anh nghĩ là bình thường. Trời ơi, tôi cho hai người thời gian tâm sự mà cô nhìn ra cô cầu cứu tôi chi trời. Thì khổ ghê vậy đó. Sao hai người người nào cũng nhút nhát hết trơn vậy, rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều hôm, ăn cũng không ăn nhiều hết trơn. Mắc cỡ gì không biết nữa à. Dạ, em nói có nói chị rồi em khó ăn lắm. À, dạ. Đồ ăn là lạ là mình ăn không được. Dạ đúng rồi chị. Rồi suốt ngày là chị tự nấu tự ăn vậy thôi. Lâu lâu cũng có thử nhưng mà món nào hợp khẩu vị thì mình ăn, không thì cũng ăn hết lắm. Rồi. Rồi mai mốt là cổ có con, cổ nuôi là cổ nấu con, cổ là con cổ ăn y chang cổ luôn mấy món của cổ thôi đó. À bên đây ba cũng nấu ăn mà, ba nấu cho con ăn à. Chứ nãy giờ hai người đã trò chuyện với nhau nhiều chưa, mình biết gì cái quan điểm, cái sở thích của nhau hay không? Rồi cái giờ giấc làm việc rồi mình hẹn hò, ví dụ mình thích nhau thì mình hẹn hò đi chơi cái thời điểm nào, mình trao đổi thử với nhau coi. Em làm ở đó là cũng cái thời gian có gò bó hay là... Ngoài thời gian trực ra thì hầu như buổi tối là 4:30 em tan ca. Là một tuần làm 6 ngày. Dạ đúng rồi. Làm thì 4:30 là xong rồi, còn bên này mình làm giờ giấc thì sao? Dạ em thì em làm ca 12 tiếng. Một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. À vậy cũng khỏe. Một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. Nếu ca ngày là mấy giờ đến mấy giờ, ca đêm là mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng và ngược lại. 7 giờ tối đi làm đến 7 giờ sáng. Dạ. 7 giờ sáng ngược lại. Mà cái đó là về cái ngành nãy em nói là gì? Dạ bên em là làm bên vải. Vải, nhuộm vải đúng không? Dạ. Anh có bó hoa gửi tặng. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Cảm ơn. Sách hả, đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống ha. Mình nói một chút xíu về cái tương lai đi. Em có cái kế hoạch gì trong tương lai của mình không? Em thì em có mơ ước thì như đã nói hồi nãy thì muốn sau này muốn mở một cái quán nào đó, quán nhậu hoặc là quán ăn. Em nghĩ cái tương lai này là khoảng bao lâu thì thực hiện được? Có thể trong 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa. Nếu như mà kiểu như vốn ít thì mình sẽ mở nhỏ. Từ từ nó lớn dần ra đúng không? Em có ngại làm dâu không? Em cũng không ngại nhưng mà tính em thì thẳng tính với lại không biết cách lấy lòng người lớn. Nên là cái vấn đề đây là vấn đề là mình lễ phép, chân thành là ok thôi. Còn cái chuyện bây giờ, thời buổi giờ đâu phải như ngày xưa mà này kia không có đâu. Nhiều khi em sợ em thẳng tính quá em mất lòng bạn chồng rồi sao chị? Thì phải tự nhiên, sao mà sợ, mình càng sợ mình phải càng giữ ý giữ tứ. Chứ không lẽ giờ mình sợ rồi mình né cũng đâu có được. Là con gái lớn là phải lấy chồng, lấy chồng là phải theo chồng phải làm dâu, chuyện hết sức bình thường. Dạ. Em muốn định cư trong này luôn, lập nghiệp trong này hay muốn về quê? Sau này hai người mới có thành đôi á, vợ mà có muốn ở đây thì mình sẽ làm lập nghiệp ở đây. Còn không thì về quê thì em vẫn có đất thì về mình làm kiếm vốn về mình xây nhà ở một quê mình nữa. Nói chung là mình ở đâu cũng được, ở đâu đất lành chim đậu đúng không? Dạ. Ở đâu mà kinh tế mình phát triển, kinh tế mình ổn định thì mình ở. Bây giờ
Chị Tường cho hai bạn bóc mấy lá bài nha. Mời các bạn bóc một cái lá bài trong này ha. Mình đọc lớn cái yêu cầu ở trong đó xong mình thực hiện. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần để chứng minh sức khỏe của mình. Trời ơi, khổ bạn trai tôi quá à. Giờ sao, có sức khỏe không? Đó, đứng lên thể hiện sức khỏe rồi nè. Bây giờ tôi giảm cho 3 vòng thôi. À, bạn gái này cũng hơi đô à. Rồi mời bạn qua đây. Rồi mình qua đi ha. Thích nấu ăn mà tướng hơi nhon. Đó, rồi bạn gái đứng lên thử coi. Rồi có xứng đôi không? Đó, bạn gái hơi đô hơn mình nha. À, đô thôi chứ không có cao hơn đâu. Bạn trai vẫn cao hơn nhiều mặc dù bạn gái mang giày cao gót. Rồi, đâu tôi đọc lớn lên lại coi nè. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần. Đó giờ em ẵm bạn gái em đứng lên ngồi xuống 3 lần thôi nổi không? Tôi nghi hông quá. Ẵm đi 3 vòng thì được chứ đứng lên ngồi xuống sao đứng lên nổi đúng không? Có thể đổi. Đổi gì? Cổng, ẵm, muốn gì? Đổi là bài được gì? Không được, bây giờ ẵm đi, anh ẵm lên vậy nè, thử có nổi không? Nhưng mà chị thấy cổng là nhẹ hơn á. Thì giờ cổng hay sao em? Dạ. Cổng một vòng thôi được rồi. Rồi, cổng đi, nhanh. Em không quen tiếp xúc cho lắm. Giờ cho bóc lại cái khác nha. Dạ. Rồi, cho bóc lại cái khác. Rồi, cho anh bóc trước đi. Anh bóc đi. Bạn nghĩ sao về quan điểm tình một đêm? Về chỗ ngồi suy nghĩ, trả lời, cái này hay á. Dạ. Rồi. Theo quan điểm của em là nếu như một người nào đó mà suy nghĩ đến vấn đề tình một đêm thì theo em nghĩ cái người đó chỉ là người chơi qua đường, không phải là tìm hiểu hoặc là không có mục đích là tiến xa đến hôn nhân. Em có chấp nhận kiểu như vậy không? Nếu thực sự người đó đến với em thì em sẽ không biết được. Còn em quan điểm như thế nào? Em thì em không thích kiểu tình một đêm. Kiểu như mình bữa đó đi chơi, đi tiệc tùng sinh nhật, đi bar, đi quẩy gì đó, cái thích quá. Cái rồi đi với nhau một đêm vậy thôi. Dạ, không chị. À, không đúng không? Dạ. Rồi giờ tới phiên em bóc nè. Rồi, hy vọng bóc trúng ý em nha, đọc lớn lên nè. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Rồi, em làm đi. Dễ rồi đó, hồi nãy cộng ấm không chịu. Cười cho em vậy được không em? Xấu hay là vẫn chưa xấu? Dạ thôi dạy được rồi chứ làm xấu nữa thì... Xấu nữa xấu quá. Xấu nữa xấu chạy. Thật ra chơi mấy cái trò chơi phải làm khó mọi người mà để... À! Hát! Trả lại bài hát cho tôi. Rồi nhanh lẹ. Bây giờ vỗ tay lại cho cổ đi, cổ lấy tinh thần cổ hát lại nè. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lão mãn. Trời, mình hát mình để xa xa rồi mình nhìn lên mình hát đi chứ mình cắm vô cái điện thoại gì sao được. Dạ tại mắt em bị cận á chị. Ôi giời, nhưng mà em đã thuộc bài này rồi, em chỉ lít sơ sơ thôi. Dạ em không có thuộc đâu, em bài nào cũng biết nhưng mà không có thuộc lời. Rồi vậy thì em để điện thoại cao cao lên xíu. Dạ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muôn sầu. Trời ơi, tôi chán hai người này dễ sợ, hai người này xứng lắm nè. Cái gì cũng rề rề ra ra, cứ chút không thì trời ơi là trời. Thôi được rồi, bây giờ nè, chị cho hai người một cơ hội nữa. Hai bạn nhìn nhau 30 giây, rồi hãy nói cho đối phương nghe cảm nhận hiện tại của mình trước khi tao quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ tiếp xúc với em thì thấy em tính cách cũng hiền lành, cũng giống như mọi người anh đang tìm. Bây giờ là nhìn vậy thôi, chứ mốt về là biết giữ như cọp vậy đó. Tính tình có thể mình thay đổi, vì nhau mà có thể mình thay đổi. Mong thì đã đến với đây thì cũng là một cái duyên. Nên em mong em thì cũng cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với anh thì thấy anh khá rụt rè. Đúng rồi, anh thì người... Em thì bản tính thì gặp người lạ thì em cũng ít nói nữa. Mà hai đứa ít nói nữa thì cũng cay à. Nhiều khi ở đây rụt rè tại có như Tường ngồi ở đây với nhiều máy quay quá, chứ biết đâu có hai người hẹn hò riêng thì lại nó không có như vậy. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu đồng ý thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm, nếu mà không đồng ý chúng ta lấy tay ra nha. Mời hai bạn. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em qua bên đây đúng với em trai. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Ngày hôm nay các bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn.
nắm tay, nắm tay. Rồi, vậy Tường gửi tặng hai bạn ha. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đưa nhau đến đó vừa xem phim vừa tâm sự ha. Đây là quà tặng của chương trình dành cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Để là mình làm đẹp nha. Chúc mừng hai bạn, nếu mà có tin vui thì báo cho chương trình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì một cặp đôi nữa đã thành công, đã bấm nút hẹn hò với nhau ạ. Hy vọng họ sẽ sớm về chung một nhà. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu, bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em, bế đó. Em. Rồi. Em cao mét mấy em? Dạ, em cao... Mét rưỡi á. Không. Mét rưỡi chứ không vừa gì đâu. Chẳng dù mấy con người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt, chẳng xuân phân tô sắc màu, em giản dị theo cách riêng, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu, dịu dàng để mỗi tháng riêng ok. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Ừ, lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Và còn còn nhỏ mà đã thích cô quen gái lớn hơn 5 tuổi ha. Đến dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Ừ. Nhưng mà cái người đó là xin cảm ơn. Cái người đó là xin cảm ơn. Trời đất ơi, thằng này gu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn. Gu mặn dữ vậy. Máy lọc khí Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion đến từ Nhật Bản, tạo mật độ ion cao, tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi toàn diện, ức chế virus trong không khí, tạo ra không khí trong lành. Sharp thanh lọc toàn diện, năng lượng trong lành. The Original. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chân thành cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì hai chị em mình cũng phải quyết chí. Dầu gì hai chị em mình vẫn quyết chí đúng không chị? Quyết chí. Đập tay nè. Yeah. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, các Tường xin mời hai bạn nam bước ra sân khấu. Đừng ngồi lộn ghế nha. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Trời ơi, bên đây cũng là một bên đỏ một đen luôn nha. Ngày hôm nay tới chương trình là kiếp đỏ đen luôn hả? Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi đến từng nhân vật một. Dạ, đầu tiên cho Tường hỏi chàng trai ở ngồi ghế đỏ nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi, em tên là gì? Dạ, em xin chào chị Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn ở bên kia. Em là tên là Phạm Thành Lập, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang làm sale bên bất động sản. Làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình, còn quê của Lập ở đâu? Dạ, quê em thì ở đây nhưng mà hiện tại ba mẹ em đang ở Bình Dương. Trước đó thì em làm gì? Trước đó em làm PT. Ồ, làm PT? Dạ. Rồi sau nay cái bụng nó hơi bự bự ra rồi. Dạ, bỏ lâu quá rồi. À, từ khi qua bất động sản chắc cũng ăn nhậu tiếp khách nhiều ha. Dạ. Bể phọt rồi ha. Dạ. Có tiền lấy vợ chưa? Dạ, có rồi. Có rồi. Có rồi luôn. Ê, được. Mạnh dữ. Được nhiều, có rồi là có nhiều. Dạ, cũng vài trăm á. Vài trăm. Vài trăm. Trời, mạnh dữ. Mạnh dữ, cũng mong chủ hơi nhỏ ha. Rồi, cho chị hỏi xíu nữa nè, điểm mạnh, điểm yếu của Thành Lập là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là em nấu ăn ngon. Và điểm yếu của em là em sợ. Sợ gì? Sợ chuột. Sợ chuột? Tại sao sợ chuột? Chuột có gì đâu sợ. Thôi, em thấy nó em sợ lắm. Ngoài sợ chuột ra có sợ gì nữa không? Dạ, sợ rắn, sợ gián. Rắn thì ok rồi, rắn thì ai cũng sợ rồi. Gián nhỏ xíu cũng sợ nữa. Sợ chứ. Bây giờ là cô gái ngồi vị trí ghế đỏ. Bạn kia bạn Lập đã giới thiệu rồi. Giờ em giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt. Chào em. Em chào
Mình chào bạn. Mình chào. Thôi mình chào mọi người đi, lễ nghĩa quá. Nói từng người đó là tới sáng luôn đó. Giờ mình tự giới thiệu về mình đi nè. Tên em là Tú Anh ạ. Tú Anh. Dạ, em sinh năm 2000. Và hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Thanh Hóa. Gia đình em thì ở Bình Dương. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu em là gì? Bản thân em là một con người kiểu tự lập ấy ạ. Khi mà mới bước chân vào đại học á là em cũng kiểu đã tự đi làm. Một tháng em không có xin ba mẹ em tiền. Vậy thì công việc em làm hiện giờ là gì? Nếu như mà tính từ trước đến giờ thì em làm rất là nhiều công việc khác nhau luôn. Nhưng mà hiện tại á thì em đang làm phục vụ cho một nhà hàng Nhật và chủ là người Nhật. Ngoài ra thì em thích chơi thể thao. Chơi thể thao? Môn gì? Bóng rổ đúng không? Đúng không? Trời ơi! Con bé này cười. Tự nhiên thấy chiều cao người ta. Em cao 1 mét mấy em? Dạ, em cao... Mét rưỡi á. Mét rưỡi chứ không vừa gì đâu. Chẳng dù mây có người mẫu. Em đẹp xinh cô gái Việt. Chẳng xuân phân tô sắc màu. Em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m5 hành sao đáng yêu. Dịu dàng để mỗi tháng duyên đồ kề. Gần 1m6 lận. Gần 1m6 chị. Ủa sao chơi bóng rổ tôi tưởng đâu cao 1m7, 1m8, 1m9 gì chứ sao. Thì bởi vậy nhiều khi những cái gì đó mà mình ao ước thì mình vẫn đam mê thôi cái gì đâu. Rồi, ở đó là thế mạnh. Điểm yếu của em thì thường là em nói nhiều lắm ạ. Thì nãy giờ anh cũng thấy mà, anh cũng từ từ cảm nhận được. Còn gì nữa không? Có sợ gián, sợ chuột, sợ gì nữa không? Nếu mà nói về nỗi sợ của em á thì em sợ tất cả các mọi con vật trên cái cuộc đời này luôn. Trừ con chó con mèo ra. Không, thực ra nếu mà nói thì con chó em cũng sợ nha. Như là chó to thì vẫn sợ. Hay là mèo á, mèo. Em có sợ con trai không? Cái con đó là sợ nhất. Con đó là sợ nhất. Cái con đó là sợ nhất hả? Ok, bây giờ mình đến với chàng trai ngồi ghế màu xanh nha. Rồi. Em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ cùng chơi ạ. Dạ, em tên là Đào Hồng Dương ạ. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Nhà em thì ở Bình Thuận á. Dạ, em lên Sài Gòn từ năm 2015. Dạ, em hiện tại là đang làm BT tự do vậy. Đi lại cũng BT luôn. Trời, hôm nay chàng trai. Hai chàng trai của ta đều làm BT nhưng mà này là BT đang chuẩn. Còn hiện hữu nha. BT kia BT. Quá thời. Cựu BT. Dạ, em có làm thêm công việc buôn bán kinh doanh online á. Thời trang là từ 2017 tới bây giờ. Là em làm tự do, tự kinh doanh. Dạ đúng, hai công việc luôn. Ồ, giỏi ha. BT là rồi bây giờ là em ở ra trên Sài Gòn là em ở với ai? Dạ em ở một mình. Còn ba mẹ là còn ở Bình Thuận hết. Dạ, em còn mẹ thôi. Còn mẹ thôi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh á thì em hòa đồng, vui tính, cũng hài hước, lại biết nấu ăn, chơi được nhiều môn thể thao. Như bóng đá rồi, cầu lông rồi, bóng chuyền, cái gì cũng biết hết á. Tại hồi trước là hồi ngày xưa em đi học, cấp 3 là em là vận động viên điền kinh. Wow, ghê vậy hả? Dạ, vận động viên điền kinh. Dạ, em có huy chương vàng ở nhà, như lại có bằng khen á. Wow, nói chung đây là dân thể thao ngay từ nhỏ. Dạ, là phải không? Dạ đúng rồi, thường thì cuối tuần em thích đi xem phim. Rồi nấu ăn ở nhà. Rồi đi bơi thôi. Điểm yếu thì em hơi cục xúc một xíu đó chị. Cục xúc là? Cục xúc là nhiều khi thì nói chuyện mà người ta là nói chuyện mà kiểu như mình nghe không lọt lỗ tai á. Thì em thái độ em hơi cục xúc một xíu vậy. Có nghĩa là mình không có kiềm chế, mình tỏ thái độ thẳng dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải quá lố vậy. Đủ cho người ta để biết. Tại em không thích như vậy. Thường thường mấy người đó là ít biết lắm. Rồi bạn nữ bên kia màu xanh. Bây giờ cô gái mặc cái áo màu đỏ nhưng mà ngồi cái ghế màu xanh, giới thiệu cho mình đi nè. Dạ, em chào anh Đạt, em chào chị Tường, em chào hai bạn ngồi kế bên và chào tất cả khán giả đang tham gia chương trình. Trời ơi. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1997. Hiện tại em đang là một graphic design. Dạ, quê em là ở Vũng Tàu. Thì em mới lên Sài Gòn hồi đầu năm nay. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là cởi mở, nói chuyện nhiều. Nếu mà kiểu thân quen thì em có thể kiểu hài hước được. Em làm trong cái ngành graphic design thì em có thể sáng tạo hoặc là tưởng tượng. Điểm yếu của em là ngủ xấu. Ngủ xấu? Ngủ xấu là sao? Ngáy là không. Ngủ bành kỳ. No. Kiểu là em rất là em ngủ rất nhiều, giống như là em đang ngủ đúng không, mà kiểu ai tới mà phá em á là em sẽ quạo.
Em ngủ không đủ giấc em cũng sẽ quạo. Quạo, à đó là ngủ xấu á hả? Dạ. Tôi nghe ngủ xấu tôi tưởng đâu là banh chân, banh cẳng đồ gì rồi ngái đồ hay cái đó gì. Em ngủ nếp na lắm chị. Nếp na lắm mà. Ồ. Cái đó là nói nôm na là ham ngủ. Dạ. Nhưng mà kiểu mà cũng hay quạo với người ta thì cũng là xấu. Bây giờ mình sẽ khai thác sâu hơn các bạn nha. Mình sẽ đi vào tình trường để tìm hiểu coi các bạn yêu đương như thế nào rồi. Quay trở lại với Thành Lập ha. Dạ. Tình trường mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 3 mối tình. Dạ cái mối tình đầu tiên thì để lại cho em ấn tượng nhiều nhất. Đó là mối tình đầu. Dạ. Kéo dài bao lâu? Dạ 5 năm chị. 5 năm? Dạ. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Ừ, lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Wow. Còn nhỏ mà đã thích cô quen gái lớn hơn 5 tuổi ha. Gu cũng mặn ha. Cũng rồi sao chia tay? Ba mẹ người đó hối thúc lấy chồng á. Nhưng mà lúc đó kinh tế em lại chưa có. Đúng rồi, người ta lớn hơn em 5 tuổi thì tới tuổi người ta lấy chồng mà em thì chưa muốn lấy vợ. Dạ. Tới dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Ừ. Nhưng mà cái người đó là xuyên ở mơ. Cái người đó là xuyên ở mơ. Trời đất ơi, sằng này gu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn. Gu mặn dữ vậy. Lúc đó là em chưa biết á. À, vậy là người ta giấu em. Dạ. Rồi em quen bao lâu mới phát hiện? Dạ, em quen được 1 năm. Rồi sao chia tay, em không chịu hả? Dạ, do nhà em lại chưa có gì hết nên gia đình em cũng không có đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý cái vụ khuyến mãi á phải không? Dạ. Ờ, mà bản thân em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Mối tình thứ ba, đừng nói mặn nữa nha. Dạ không, mối tình thứ ba thì người đó độc thân. Vậy là trúng rồi, vậy là vừa khớp rồi, rồi quen được bao lâu? Dạ, lúc đó cái người đó thì mới có 22 tuổi. Ừ. Nhưng mà con nít quá, tính tình là không có thích. Trời ơi, gì. Lớn hơn cũng không được, có con rồi cũng không được, giờ nhỏ hơn cũng không được, vậy cái em muốn sao? Nên mà tính em nó chững chạc hơn. Ừ. Còn cái bạn đó thì nó hay nhõng nhẽo quá. À. Những lúc em làm về mệt, có nhiều cái nó gây áp lực. À, nên em lại không thích. Chết. Bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Nhỏ thì không sao, em cũng chấp nhận, nhưng mà phải hiểu chuyện chút xíu. Rồi tính tình phải chững chạc. Ừ. Cách ăn nói cũng phải đúng đắn. Cao hơn chừng 1m6. Bên đây cũng gần được 1m6. Gì nữa? Xinh tí xíu là được rồi. Xinh nha, bên đây rất xinh nha. Với lại muốn quen trong khoảng tầm 1 năm đổ lại để cưới thôi. À, 1 năm là cưới liền luôn hả? Dạ, 5 đổ lại là cưới luôn. Nhưng mà cho hỏi cái áo là cái kiểu nó vậy hay là mình tự thiết kế à? Dạ cái này là em quen một người bạn chuyên lấy hàng kia. À, cái áo đó là ấn tượng đó nha. Thôi đừng có xin xỏ. Cái thấy áo đẹp á, thiết kế hay là kim sao học lũ á chân. 22 tuổi của tôi nè, hãy tâm sự về chuyện tình trường mình đi. Thực sự tình trường em thì em mới yêu có một bạn. Yêu một bạn? Anh kém em 3 tuổi, cũng được gần 1 năm ạ. Lý do sao chia tay? Nhỏ như, gì? Tại vì nếu mà nói lý do chia tay thì nó rất chi là lãng xẹt luôn. Là trước đó là em kiểu là quên không dép tin nhắn hay là gì đó. Tại vì em rất là lười nhắn tin luôn. Xong rồi cái bản rỗi rồi thì em cũng kiểu thôi xin lỗi. Đang xin lỗi thì tự nhiên cái áo cái màn hình ra. Xong em mới kiểu ơ kìa. Thôi thế thôi đi ngủ đi. Thế thôi đi ngủ đi. Xong rồi cả hai đi ngủ đi. Xong rồi là ngủ luôn đó. Là đi ngủ luôn, là hết luôn. Rồi bây giờ em muốn lấy một người bạn trai như thế nào? Anh ấy thì kiểu vui tính. Anh cao trên 1m7 là được. Em cao 1m mấy cưng? Dạ, em cao 1m68. 1m68 được không? Trả giá xuống 2 phân được không? Chứ người ta cũng là 1m6 đó, bây giờ phải bù qua sức lại. Rồi, đi. Rồi gì nữa? Yêu thương chăm lo cho em được. Tình trường em sao nè? Dạ là em có quen 2 người ạ. Ừ. Dạ, người đầu tiên thì bé đó thì còn nhỏ. Em quen lúc đó là bé đó mới học đại học năm nhất ạ. Quen thì trong thời gian 3 năm thì hai đứa cũng chia tay mấy lần. Nhưng em nghĩ là giờ cô quen tiếp là cũng vậy, cũng cứ như vậy hoài á. Rồi em muốn chia tay luôn. Em là người chủ động. Dạ đúng. Ở gần 1 năm sau thì em có quen một bạn bằng tuổi. Bạn đó thì kiểu tính kiểu như em thì em thích con gái quan tâm là ngọt ngào xíu. Bạn đó thì tính không có như vậy. Mà em thích con gái Huế, bạn đó là con gái Huế nữa. Oh. Dạ. Tại ngày xưa em đi học á là cô chủ nhiệm nói là con gái Huế là cái gì cũng tốt hết á. Cũng biết lo chồng con, là tính tình điềm đạm á. Thì lại thấy em thấy gặp chúng người nữa, rồi em tìm hiểu quen. Nhưng mà trong thời gian quen á thì bạn đó là mỗi lần mà đi chơi á là sẽ không cầm điện thoại. Kiểu như là em thì em không thích vậy, kiểu là người yêu mà đi chơi thì nó phải nói em một tiếng là được rồi. Không cần là cứ phải nhắn tin suốt, nhưng mà đừng có kiểu mất tích đó chị. Ý là coi như bạn đi chơi với người khác á. Dạ, chứ không phải đi với em. Dạ đúng rồi. Là coi như không cầm điện thoại theo. Có nghĩa là em liên lạc là không được. Dạ đúng hay rồi. Hay là tại cô nói em vậy thôi, chứ điện thoại cô vẫn cầm mà tại cô không muốn nghe liên lạc của em.
Dạ, thì có nói là lúc mà sau đó thì hai đứa cũng cãi nhau, là cãi nhau suốt luôn cái vấn đề đó nữa. Rồi sau này chia tay là gì? Bạn đó về ngoài Huế, không ở Sài Gòn nữa. Rồi cái lúc mà cái bạn đó đi chơi với em á thì bạn đó có cầm điện thoại theo không? Có chứ. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Bạn nó kêu là vậy sao đi chơi với em thì cầm điện thoại theo mà đi chơi không có em thì không cầm điện thoại theo? Dạ như là có cầm á chị, nhưng mà không có thói quen. Thì đó chị mới nói vừa rồi là tại vì người ta không muốn nghe điện thoại em chứ không phải là người ta không có đem điện thoại theo. Dạ. Hiểu cái gì nói không? Dạ hiểu. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Dạ. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Dạ đừng có bỏ bê em. Đừng có bỏ bê em. Lại biết nghe sao thấy thương quá vậy, đừng bỏ bê em. Đừng có bỏ bê em. Kiểu là em thích kiểu là lúc yêu nhau á là không phải nhắn tin liên tục cả ngày, nhưng mà trong cả ngày đó phải biết lúc nào nên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm nhau vậy đó. Ngoại hình là chị thì cao 1m6 trở lên là được. Rồi. Ưa nhìn thôi, không cần quá đẹp, còn mà body đẹp thì gặp em. Body đẹp là gặp em. Dạ. Nói chung không cần đẹp cũng được, vô tay em là đẹp phải không? À rồi ốm gì cũng được. Ngọt ngào một xíu chị. Ngọt ngào à? Dạ, dạ. Biết quan tâm em một xíu. Đừng, đừng bỏ bê em. Rồi chốt đi, chốt lại vấn đề vẫn là đừng bỏ bê ảnh là được. Đừng bỏ bê. Rồi tiêu chuẩn rất là đơn giản. À bây giờ tới cô gái ngồi màu xanh. À điện thoại em dung lượng full 100% chứ? Dạ có. À có đủ lúc nào 100% á ha? Dạ đúng rồi. Người nào gọi mình vẫn nghe bình thường, những cuộc hẹn hò hay là cái gì bình thường chứ hả? Dạ nếu mà nghe có cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi lại. Em tâm sự về tình trường em đi. Dạ, em thì có 3 mối tình à, tại vì yêu xa. Hồi đó em ở Vũng Tàu thì bạn nó trên Sài Gòn. Với lại bạn ít đi tắm biển quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa không đi tắm biển. À. Dạ kiểu bạn nó nhỏ hơn em 1 tuổi. Trong 3 mối tình đó 3 mối đều 6 tháng hơn. Chà, như có thói quen là quen ai cũng 6 tháng á mấy bạn ơi. Tôi hy vọng là phá cái vớp này nha. Hai mối tình còn lại 6 tháng là vì sao? Kiểu là tính cách không hợp á. Rồi người thì bận quá, người thì rảnh quá, xong bắt đầu kiểu hay ghen chia tay. Ai ghen? Em là người? Dạ bên kia ghen. Bên kia ghen? Dạ. Kiểu là em đi làm thì em sẽ không cầm điện thoại thường xuyên, còn buổi tối em có thể đi chơi với bạn. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Đừng có bỏ bê em. Bên đây cũng muốn cầm điện thoại thường xuyên luôn á nha. Rồi không đó, phải thói quen mình mà thà mình nói trước đúng không? Dạ. Nhưng mà em mà đọc tin nhắn thì em sẽ trả lời liền. Còn bình thường em sẽ không có thói quen cầm điện thoại quá nhiều. Dạ. Như là người ta sẽ gọi điện thoại nhắn xong tin. Xong người ta nghi ngờ rồi kiểu thôi chia tay bớt đau khổ. Mẫu hình lý tưởng người đàn ông của em như thế nào? Trưởng thành. Trưởng thành. Dạ. Ổn định trong công việc rồi có cầu tiến trong cuộc sống. Rồi gì nữa? Sạch sẽ chỉnh chu. Đừng có bê bối. Tính tình thì sao? Tính tình thì hay là chủ động nói chuyện vui vẻ nhau là được. Cao trên 1m7. Cao trên 1m7. Em cao như em? Dạ chắc 1m71, 72 gì đó. Dư 71, 72 dư. 1m71, 1m72 được. Trời ơi, người ta dân PT. Đồ con lắm đó nha. Còn gì nữa không nè? Nhắn tin cho em nhiều. Không, đừng, đừng. Không, đừng, đừng. Đừng, đừng. Nhắn sương sương thôi. Tại nhắn vì nhắn sương sương. Sáng sương buổi tối rồi ha. Ừ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng kiểu rồi. Đừng nhắn quá nhiều á. Cũng không cần phải gọi thường xuyên quá nhiều, cũng không cần đi chơi quá nhiều. Ủa gì kỳ vậy? Ủa nếu vậy là cũng đừng quá nhiều. Bỏ bê người ta rồi. Wow. Đấy là kiểu một mức nhất định thôi. Giống như một tuần mình đi chơi dài 3 bữa thôi. Ví dụ 3 tháng 7 hay là 2 tháng 6. Đúng rồi, nhưng mà rồi không đi chơi thì cũng phải có nhắn tin liên lạc gọi điện mỗi tối chứ. Thì ý là nhắn ít thôi, kiểu là đừng có nhắn dồn dập, giống như là em nhắn thì trả lời liền rồi. Nhắn phải nhắn lại nó nhiều quá. Thì cô ngộ vậy, tự nhiên có bộ tôi nhắn tin mà bộ tôi không nhắn trả lời liền là tôi giận. Ý là kiểu đừng có dồn dập quá đúng không? Không có dồn dập quá. À đừng có dồn dập quá, một tuần chỉ chơi 3, 5, 7 hoặc là 2, 4, 6 thôi. Đừng có đi chơi một tuần. Vậy là em sắp lịch cả 3, 5, 7 đi này, 2, 4, 6 đi kia, chủ nhật chơi nọ hay gì? Chắc vậy, em sẽ lên lịch trước. Lên lịch trước. Dạ. Ủa, rồi thí dụ như rồi 2, 4, 6 đi chơi bạn trai, 3, 5, 7 chơi gì? Đi chơi với bạn em. Đi chơi với bạn em. Trời ơi. Rồi xong còn đồng nghiệp công ty. Rồi em có thể tự đi chơi một mình cũng được. Hoa lên lịch kiểu gì kỳ vậy ta? Rồi, người thân bây giờ nè. Chúng ta giao lưu với người thân. Hôm nay về Tường thấy là bên cánh phải của Tường có hai bạn. Rồi, chào em trai. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hữu Minh Đạt ạ. Em tên gì? Dạ, em tên là Lê Nguyễn Hữu Khánh. Em là em họ của chị Tú Anh. Em họ. Nếu mà theo em chọn nha, là em chọn anh ghế màu đỏ. Tại vì ảnh
kiểu có đầy đủ tất cả các yếu tố mà. Có đầy đủ mấy trăm triệu. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, chào em gái. Chào chị Cát Tường, nhà anh Hứa Vinh Đạt. Rồi, em là đi theo bạn kia nữa phải không? Dạ đúng rồi, thì nếu mà chọn thì chọn anh ghế đỏ đi. Vẫn là chọn anh ghế đỏ. Chà, ghế đỏ đắt dữ ta. Chắc anh có mấy trăm triệu đó anh, cái người ta chọn anh hết đó anh à. Chắc anh ghế đỏ có bên đi... đây là tại vì tôi chưa hỏi thôi. Tính muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng muốn à. Đã sẵn sàng hết chưa? Dạ cũng chuẩn bị rồi. Làm hai job luôn ha. Dạ. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ cũng tầm vài trăm. Đó, trời ơi, cũng vài trăm đó nghe. Đừng có giỡn nghe. Bất phân thắng bại đó nghe. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Bây giờ thì chờ đợi gì nữa vậy Tường ơi? Tất cả mọi người ở đây chúng ta tự đưa ra quyết định. Mở cửa trái tim. Các em hãy giao lưu đi, thoải mái lên. Anh ghế đỏ cười cười mỉm mỉm hoài, cảm giác anh thế nào? Thấy yeah. Bạn xinh. Xinh đúng không? Dạ. Nhưng mà em vẫn giữ ý kiến riêng của em là một năm đổ lại để cưới. Rồi còn cảm xúc của em như thế nào khi mà lần đầu tiên gặp hai cô gái ngồi bên kia? Dạ hai bạn nữ dễ thương à. Hai bạn nam phải có quà tặng cho các bạn nữ chứ. Hát bài tặng các bạn đi. Dạ em xin hát một đoạn nha. Đó. Rồi ok. Chút văn nghệ đây nè. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Wow. Giọng lạ ghê á, giọng nhạt 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 của mũi mà cao 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 mà trong 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 mà. Trời ơi chị em ơi, một năm cưới liền tay. Dạ. Rồi tới em, bây giờ bên đây người ta hát rồi. Giờ em làm gì đây? Mày ra biểu diễn thể hình đi. Đó. Đó. Đó đi chuẩn. Em muốn làm gì? Dạ chắc hít đất đi chị. Em đứng em dám gồng đồ lên cho chị, có con chuột con đồ đi. Hít đất thì ai không biết em hít nổi. Wow. Đứng đây, đứng đây. Đây, rồi, biểu diễn. 2, 3. Đâu, 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 hình như chị thấy có cái mặt trời gì coi. Chuột có chạy không? Wow. Giật ngực hả? Chết cha. Rồi, bây giờ. Rồi, giật ngực, vô, giật, giật. Đó. Trời ơi, trời. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Giật coi, giật. Không, giật cái mỏ thì được. Rồi, bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu, bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em, bế em. Rồi. Rồi. Rồi lại gì nữa không anh? Quá dữ luôn. Hồi nãy cô bé này, nó là học tiếng Nhật. Thì bây giờ em hãy hát một cái gì đó, ca khúc tiếng Nhật cho anh nghe đi nè. Em nghĩ là em sẽ hát bài Sakura. Sakura. Wow. Sakura hira hira mai orite ochite yureru omoi no take o dakishimeta kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo mieteiru yo. Sakura maichiru. Ồ. Em có thể là ca khúc đó. Rồi, em có gì tặng không nè? Em có quyển sách. Rồi, em tặng đi. Rồi, tới tiết mục tặng quà các bạn ơi. Chị tặng cho ta. Tăng ta lăng tăng tăng bưng tăng tăng. Wow. Đó là quyển sách mang tên gì? Có gì đâu, gói quà tặng tới đàng hoàng nè. Dạ đây là quyển sách mang tên Sống tốt trời xanh. Ủa tại sao em Sống tốt trời xanh là ý nghĩa gì? Trời xanh anh chưa đọc hết. Trời xanh gì? Ơi, trời xanh tự ăn bài. Trời ơi, trời đọc có trời xanh mà không, đọc à. Không hết. Chữ to hơn chị. Sống tốt đi rồi trời xanh tự ăn bài, bữa nay có bồ, nghe không? Wow. Em cảm ơn. Quà nhỏ nhỏ. Cảm ơn. Cái kẹp tóc á, tại vì thấy bạn đó, đồng đội hay kẹp tóc á chị.
Đâu, bé này kẹp tóc cũng hay, anh kẹp cho. Đó. Có qua giúp cho người ta đi. Có cái gương không? Anh đưa cho anh. Trời kẹp ơi, cho nó có tình cổ. Đeo kẹp vô cũng đẹp. Nó kẹp lên cái máy đằng sau đó đó. Đó, bấm vô, đúng rồi. Đẹp quá trời ơi. Thiệt tình khi đàn ông kẹp nơ là hai cái đẹp nơ. Đẹp rồi. Đâu? Đó, cái nơ nó phải dảnh lên trời. Quá trời đẹp. Rồi, con cặp này sao đây? Uống ảnh hình như em thì mới vậy. Em cái này là nó phải dảnh. Này, trao đổi quà ha. Cảm ơn em. Thôi. Hôm qua em mới thèm bánh ông lai. Hôm qua mới thèm, bữa nay có luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ quan điểm về tình yêu nè. Thôi hiểu. Bạn ở ghế đỏ là rồi, ghế đỏ là Tú Anh. Dạ. Nếu mà trong vòng một năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó, nói chuyện hôn nhân không? Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết đó. Em phải sở hữu cái gì đó đã. Mà bạn ghế xanh á, nếu mà một năm đổ lại em có muốn kết hôn không? Dạ không. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trời, mấy bạn này thẳng thẳng thừng quá. Hai anh có ai có xăm không? Không, anh không có xăm. Mấy anh có thích con gái xăm hình không? Xăm nếu... mấy chỗ không nhạy cảm. Ủa, xăm mấy chỗ không nhạy cảm là mấy chỗ gì? Nào? Đi ngực này chị. Là được hay không được? Dạ không. Thì thí dụ xăm ở đâu là được? Như là tay, vai, nên là sửa trên cổ. Kỳ vậy? Cái quan điểm em ngược lại với chị á. Người ta xăm những chỗ nhạy cảm là những chỗ kín. Bây giờ em dẫn bạn gái về cho nhà gia đình mình. Nếu mà gia đình mình không thích cái người mà có hình xăm thì mấy cái lộ ra nơi cổ nè, nơi tay nè, là mấy lộ ra nơi chân là lộ ra nè. Trong khi á, người con gái người ta xăm trong mấy chỗ kín nè, có ai thấy gì đâu. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Đúng không? Nhưng mà cái người thợ xăm họ thấy vậy. À, vậy là ghen với ông thợ xăm. Cái người thợ xăm thấy. Trời ơi. Chứ còn nếu mà nói về quan điểm rõ ràng không quý vị, những người ta xăm chỗ kín là người ta có một cái chuyện thầm kín riêng cá nhân của người ta, ta đâu có phô trương điều đó ra ngoài. Ví dụ như giờ Tường cũng có dạy con gái Tường á, con muốn xăm gì cũng được nhưng mà con xăm những cái chỗ nào mà cần che thì phải che được. Ví dụ bình thường con xăm nhưng mà tới lúc mà tới nhà bạn trai đó thì con mặc cái áo tay dài vô thì phải không lòi ra. Còn những cái chỗ nào xăm mà lộ ra như vậy là không được xăm. Tại vì nhiều khi vì một cái hình xăm mất chồng như chơi. Đó, tôi dạy con tôi vậy đó. Anh ghế đỏ anh có thích? Dạ, em thích. Thích hình xăm không? Mà em có xăm không? Dạ không. Vậy hả? Em thích con gái xăm. À, thích xăm ở đâu? Dạ tai. Rồi chân. Chỗ kín được không? Dạ. Chỗ thầm kín được không? Lộn, thiếu chữ thầm. Dạ được. Sao, tại sao cứ hỏi câu đó? Tại vì em có xăm. Nhạy cảm hay là lộ liễu? Chỗ xương qua xanh. Em có xăm mình không à? Em có dự định xăm mình. Em đang suy nghĩ về hình xăm mà em thích hoa hướng dương. À. Hoặc là con ong. Cho em hỏi cái bạn nữ. Hỏi cổ đi chứ khỏi xin chị. À, em gì ai đó? À? À, báo đỏ hay là ghế đỏ lại chơi dương mắt lé đỏ. Nữa mệt nữa. À, thường là em đi xem phim là em có tập trung coi phim không? Là có. Em chỉ xem phim thôi, đúng nghĩa xem phim luôn. À, xem xong chị ra ngoài mình mới đi cà phê là chủ yếu là nói đúng thôi đúng không? Đúng rồi. Buổi hẹn đầu tiên nên mình sẽ chưa biết về người ta mà, nên là nhỡ may bạn đó có là một người nhàm chán đi thì sau khi xem phim xong sẽ có cái để bàn. Có cái để nói. Sẽ kiểu là ở cái phim này như này bla bla như. Muốn hỏi gì nữa không em? À, cho em hỏi bạn đậm đỏ. Nếu mà sau này mà có tìm hiểu mà quen, ví dụ như mình ở Thủ Đức á, hay là cả hai cùng nhau là đi qua đi lại, hay là bạn muốn mình ngay lúc nào hẹn hò là phải chạy qua đó? Em nghĩ là sẽ muốn chạy qua đó. Hai bạn nữ mình rất là thẳng thắn. Rồi sao? Rồi bây giờ tới em nè. Em muốn hỏi gì hai anh này không? Em muốn hỏi hai anh một câu là hai anh có suy nghĩ như thế nào về con gái mà sổ khuyên? Ý là sọ nơi nào em nhỉ? Nè, tôi thấy là ngay lỗ tai đó. Mũi, ngực rốn nữa. Rốn nữa? À không, ý em hỏi thôi chứ không phải em không sọ, em hỏi thôi. Em không có thích lắm rồi. Không thích. Xăm ta còn không thích mà sao thích sọ? Sọ khuyên. Đừng có sọ những chỗ nhạy cảm quá. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tai, mũi và môi thì được. Em thấy bình thường. Thấy bình thường. Dạ. Lại hợp với bà thím bảy tôi nữa. Đâu nè, bây giờ em mới khoe không đi nè, đây có sỏ hai cái lỗ tai nha. Cái lỗ mũi em là cái mục ruồi hay là cái khuyên vậy? Là cái khuyên ạ. Cái khuyên. Đó, nãy giờ nói chuyện trò chuyện gì cũng nhiều rồi, hiểu hết nhau rồi nha. Cái nào hợp, cái nào không hợp rồi. Bây giờ các bạn nam mình đứng lên đây, mình mạnh dạn nè. Bạn nam sẽ bước qua, mỗi bạn sẽ được xin phép
hai em gái cho mình nắm tay, rồi mình nhìn thẳng nhau, nói vài ba điều sao hôm nay mình gặp nhau, có suy nghĩ cảm xúc gì thì mình cứ nói. Anh xin nắm phép tay. Dạ. Nói chung thì anh thì thích cái chuyện nào quen một năm đổi lại để cưới, còn nếu mà em thì chưa muốn thì nói chung thì có thể suy nghĩ lại. Cái ý định ban đầu của em thì cũng muốn là tìm có người yêu kiểu hơn tuổi mình để người ta chăm sóc được cho mình á. Anh xin phép nắm lấy tay em. Em có chịu một mình quen nhau một năm đổ lại để cưới không? Dạ không. Dạ không. Như em định em muốn bao nhiêu năm? Từ 2 và 3 năm. Sao tay em lạnh quá vậy? Đi trong đấy nó lạnh. Rồi anh cảm ơn em. Dạ anh cảm ơn. Nếu mà bây giờ mất em quen người yêu mà người yêu không thích em sợ khuyên lắm, nhưng mà vì hai người rất là có tình cảm á thì ý là không phải là cấm nhưng mà hạn chế á, thì em nghĩ sao? Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Kể cả việc nói chung là như kiểu em cắt tóc hay gì á, kiểu bố mẹ không thích nhưng mà em vẫn làm. Nên là với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Cảm ơn. Dạ em. Nếu mà cái là quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu, thế là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ý là kiểu giống giống vậy. Rồi anh hiểu. Cảm ơn nha. Em hỏi gì chị đi Đạt? Chị thấy sao? Chị thấy mệt. Em thấy nó chớm chớm cái màu gì em cũng không biết nữa. Về chỗ mình ngồi đi. Rồi, dù gì thì chúng ta cũng phải đến cái kết cuộc nhé. Và ngày hôm nay khi các đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái sự quyết định của các bạn. Tuy nhiên hãy đưa ra quyết định đúng với những gì mà mình đang suy nghĩ. Đây là khoảnh khắc quyết định để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những khoảnh khắc chân thật nhất. Các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Nếu mà cái là quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu, thế là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ý là kiểu giống giống vậy. Rồi anh hiểu. Cảm ơn. 4 Nếu mà trong vòng 1 năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó, cái chuyện hôn nhân không? Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết đó. Em phải sở hữu cái gì đó đã. 3 2 1 Bấm. Bấm à? Đã tới khoảnh khắc, bấm à! Và thời gian đã hết. Hết thời gian. Là các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ gì. Có nghĩa là ngày hôm nay không một ai bấm nút cả. Thật ra là với kinh nghiệm làm mai của các Tường với Đạt thì nãy giờ đó nghe cũng có cái mùi rồi. Cái mùi thất bại của ông ba bà mối rồi. Nắm tay nhau. Đúng rồi, nhưng mà điều mình cũng muốn hỏi qua ý kiến các bạn một chút xíu. Chắc là cũng không có gì lạ nữa đâu. Em là tại vì em thấy không hai cô, không có cô nào mà muốn năm sau đám cưới nên em không bấm đúng không? Dạ. Chị cũng thấy vậy, còn em tại sao lại không thích hợp? Bạn nữ ghế đỏ thì kiểu như là làm theo ý mình đó chị. Dù nói vậy thì nhiều khi em nghĩ nó sẽ không có hợp cái suy nghĩ. Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Còn bạn ghế xanh thì em nghĩ là bạn ấy chắc cũng chưa sẵn sàng để yêu rồi. Bỏ bê em nữa rồi. Tụi em nghĩ đúng rồi đó. Còn hai cô gái trẻ này, thế thì mục đích mình đến chương trình là chị Minh có bồ chơi cho vui thôi phải không? Có bồ qua ngày đoạn tháng cho có thêm kinh nghiệm thôi phải không? Dạ không phải, thực sự là ý là em cũng muốn tìm được
một người yêu mà trưởng thành. Thì như em cũng đã chia sẻ là em là người rất vô tâm, mà lúc mà anh kia nói là bỏ bê á, là em đã chắc chắn là em sẽ không hợp với anh ghế xanh rồi. Ừ. Còn anh ghế đỏ, nhưng mà anh lại cứ khăng khăng cái việc là phải cưới sớm. Ừ. Mà em thì thực sự cũng chưa có sẵn sàng. Rồi. Còn em 5 năm nữa mới tốt nghiệp đúng không? Anh ghế đỏ thì kiểu cưới sớm á chị. Đúng rồi. Còn anh ghế xanh thì... áp lực quá ha, chưa yêu chưa quen mới gặp đòi cưới rồi ha. Dạ đúng rồi, quá áp lực. Còn anh ghế xanh thì kiểu chắc em quan tâm không nổi. Cho nên là tất cả những cái điều mà các bạn ấy suy nghĩ thì thật ra chúng tôi cũng đã tiên đoán được hết ngay từ đầu rồi. Rồi mời các bạn đứng lên. Ông Mai bà Bói cũng đã chai lì rồi. Thật sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức, và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đã cảm nhận được. Mặc dù là ngày hôm nay chưa có ai tìm được một cái chân ái của mình, chưa ai tìm được một nửa yêu thương của mình, thì chị Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc cho các em luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp, và có nhiều cái thắng lợi, thuận lợi trong cái công việc, những cái kế hoạch của mình trong tương lai. Và đặc biệt là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng hai bạn nha. Em cảm ơn chương trình. Đây, tặng cho em. Và các bạn ơi đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn những phần quà là gói premium của ứng dụng Speakable. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Để truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.